Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với series dạy After Effects dành cho người mới bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ đến phần 3 của bài tìm hiểu về test, nguyên lý hoạt động của test trong After Effects, bài số 23. Như bài số 22 của chúng ta kết thúc ở nội dung đó là chúng ta đã hiểu được giá trị unit giữa index và percent. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái nội dung còn lại trong cái mục advanced này của cái animator 1 này. Bước đầu mình sẽ tùy chỉnh thêm cái giá trị chữ này nó nhiều hơn. Mình sẽ cho thêm cái hàng này nó dài ra để mình thấy cái chuyển động nó được rõ hơn. Rồi, rõ các bạn thấy không? Thì chúng mình sử dụng offset này để điều chỉnh cái đường chuyển động của hai cái phần in out. Nếu như các bạn muốn nới rộng cái này ra, các bạn kéo cái này hoặc là chỉnh thông số trên này. Đó, các bạn có thể nới ra thêm. Cái độ hở của cái phần màu xanh và màu vàng này nè được điều khiển bởi cái phần position này các bạn. Đó, mình muốn tăng giảm position thì ở bên trong này nó sẽ có một cái nút là amount. Cái giá trị amount này nó sẽ điều khiển trực tiếp cái phần cái thông số tác động lên, trong trường hợp này là position các bạn. Cái position là nó sẽ cho phép chúng ta dịch chuyển cái vị trí lên xuống như vậy. Thì cái amount này nó các bạn có thể hiểu là giống như nó là một thông số của trọng lực á. Đó, nó cho phép các bạn điều chỉnh maximum của nó là 100, nhưng mà out xuống thì nó có thể cho 100 để cho đối xứng lại. Tác động trọng lực lên kéo cái phần thanh ngang này đi xuống đi lên nè. Thông số tiếp theo các bạn cần biết đó là về shape. Shape là cái hình thái để mà hiển thị cái kiểu này đang mặc định chế độ square. Square là chế độ các bạn có thể hiểu là nó là một cái khối vuông, khối chữ nhật, nó có góc vuông. Để dễ dàng quan sát nhất, chúng ta sẽ thay đổi các cái hình thái trong này. Ramp up đó là sẽ đi lên, ramp down sẽ là đi xuống. Chúng ta có thể dùng cái thông số offset này để điều khiển nó thấy được cái quá trình chuyển động của nó nè. Single là tam giác. Đó, đây là các kiểu hình thái chuyển động. Di chuyển thông số offset để thấy nha các bạn. Round là vòng tròn, một vòng. Thay đổi kích thước position để thấy được tạo hình nó như thế này. Smooth là nó giống như biểu đồ hình sin các bạn, nó mượt. Thông số EC2, EC-Low là nó cho phép chúng ta điều chỉnh sâu hơn về cái giá trị cao ở trên cái đồ thị cao này và đồ thị thấp. Mình sẽ chỉnh thông số này lên, đó các bạn thấy nó vút lên không? Và ở dưới là nó lao là ở dưới nè. Đó, nó cho phép chúng ta thay đổi cái giá trị của cái biểu thức chuyển động, cái hình thức chuyển động này. Rồi mình sẽ chơi về square nha. Tiếp theo các bạn sẽ có thông số random order thì các bạn bật chế độ on lên nè. On lên thì nó sẽ ngẫu nhiên á. Hình thức chữ nó sẽ xếp ngẫu nhiên nó chạy xuống. Thì trong cái random order này để thay đổi cái tính chất ngẫu nhiên nữa thì có thông số random seek. Đó. Thì nó sẽ chạy như vậy. Thì đó là cái phần hình thức để biểu thị. Thì các bạn bây giờ chúng ta sẽ đổi sang cái dạng chữ các bạn xem. Đây, ví dụ mình có cái chữ này, Serif After Effects dành cho người mới bắt đầu đó, mình copy cái này, mình paste lên trên này. Đó, tắt này xem sao. Đó, thì chúng ta thấy không? Đó, khi chúng ta đưa về dạng ký tự á, để chúng ta dễ quan sát. Còn khi đây là chúng ta sẽ viết dạng chữ, thì mình cũng điều chỉnh được trong này mở ra. Tại thông số offset này nè, các bạn có thể chỉnh thêm cho nó bắt đầu là nó từ một cái chữ chuyển động này. Đó, chuyển động lên tạo xuống tạo thành cái chữ đó. Thì các bạn có thể play để quan sát được. Đây là cái phần chuyển động random. Khi các bạn tắt lên á, tắt chế độ random này á, thì nó sẽ được xếp theo ký tự các bạn. Có nghĩa là từng chữ một nó sẽ chạy lên. Này các bạn quan sát nè. Những cái giá trị này nó phụ thuộc vào cái thông số là position này các bạn. Nó đang để chế độ character, có nghĩa là từng từ một chuyển động mà các bạn quan sát nè. Where này á, các bạn sẽ có hình dung mình sẽ đổi sang ram up nè. Đó, hoặc là ram down chẳng hạn. Đó, thì chữ của mình nó sẽ từng ký tự nó sẽ chuyển động. Thì ở trong cái chế độ position này nó có tổng cộng là 4 cái giá trị. Đầu tiên đó là character, thứ hai đó là character mà không có khoảng trắng. Đó là nó chạy liền với nhau, nó không tính khoảng trắng các bạn. Đó, nó chạy tất cả một cái ký tự nó tạo thành cái chữ nó chạy hết, nó không tính khoảng trắng. Còn cái này thì nó có tính khoảng trắng nè. Đó, nó chạy xong rồi nó chừa khoảng cách ra rồi nó mới chạy tiếp. Còn trong trường hợp này là nó không tính khoảng trắng, có nghĩa là nó sẽ liên với nhau một mảng luôn. Giá trị tiếp theo đó là giá trị word. Word ở đây là có nghĩa là những cái ký tự, những character nó tạo thành từ rồi các bạn. Ví dụ nguyên cái chữ series này nó chạy, nguyên chữ After Effects này nó chạy. Đó, các bạn có thể giãn cái phần amount và position ra để thấy được là khi chúng ta chọn cái chế độ là word á thì những ký tự nó được hình thành, ví dụ như chữ series và chữ After nó chạy riêng thành chữ luôn rồi. Đó, những từ nó chạy. Các bạn chuyển sang cái phần line á, line ở đây là nó sẽ tính về đơn vị là vài hàng, nó nguyên một hàng nó chạy. Rồi các bạn có thể thay đổi tiếp những hình thái để quan sát. Round
các bạn khi các bạn để tùy chỉnh cái IC hay IC low này thì nó đã có tác động rồi nha. Nếu các bạn không muốn, các bạn có thể tắt đi. Chúng ta muốn chuyển động chậm hơn thì các bạn giãn khoảng cách ra. Smooth, smooth thì nó mịn hơn chút xíu, nó chậm quá trình nó mượt hơn. Đó. Khi các bạn chọn chế độ live á thì những cái đơn vị hàng nó chạy với nhau. Còn khi các bạn chọn chế độ charter, các bạn sẽ thấy nè. Đó. Bây giờ mình sẽ xóa hết để mình làm lại nguyên một cái quy trình cho các bạn hình dung và ứng dụng những cái xóa cái này đi, đi. Bây giờ nó chỉ là một cái chữ đơn thuần thôi. Mình sẽ thử cái thông số này, đó là thông số về cái opacity chẳng hạn. Như vậy để hiểu về opacity là như thế nào. Trước hết á, các bạn kích vào đây, opacity nè. Đó là cái thông số opacity này nó cho phép chúng ta sẽ điều chỉnh về cái giá trị mờ rõ và từ trong suốt đến đầy đủ cho một cái chữ của mình. Nó cũng giống y chang như cái thông số này của các bạn thôi. Nhưng mà trong cái test này nó sẽ cho chúng ta điều chỉnh sâu hơn. Bây giờ ta sẽ thử nghiên cứu thử. Mình sẽ lựa chọn một thông số nữa là fill để cho các bạn sẽ dễ hình dung. Giống như hồi nãy thôi, mình sẽ làm cái này màu xanh như hồi nãy đen chi để mình sẽ thấy được cái vùng chuyển động của cái chữ. Rồi, trong cái mục range offset này nè, mình sẽ điều chỉnh đó để cho nó hiện ra được cái vùng màu. Nếu như chúng ta không có fill này thì chúng ta không quan sát được, chúng ta chỉ thấy được cái thước này nó đi thôi. Chúng ta không thấy được. Do vậy nên mình sẽ sử dụng cái fill này để mình sẽ giới hạn được cái vùng chuyển động đó. Mình muốn chọn trong cái vùng này và mình sẽ đặt cái offset này chạy, các bạn lướt chạy nè, thấy không? Trong cái mục advanced này các bạn, mình cái phần hình thái này này nó sẽ ramp up thì mình sẽ chạy từ đây, từ không có gì trở thành có gì, đúng chưa? Thì tại vị trí này mình sẽ cho cái này bằng không, hoặc là các bạn có thể kéo xuống âm một chút xíu để cho nó là như thế này. Sau đó tại 2 giây mình sẽ tăng cái này lên, nó chạy hết cho tạo chữ màu vàng. Thì đây nè, ở các bạn sẽ thấy được là nó sẽ giảm lại chút xíu để cho ban đầu nó chạy luôn, mới đầu nó chạy vào đây. Các bạn có thể chỉnh điểm key lại cho nó quá trình nó nhanh hơn. Đó, các bạn thấy không? Như vậy là cái vùng màu xanh này á, rồi chúng ta có thể thay đổi cái thông số star end trên này thêm cũng được các bạn. Khi mình quan sát được rồi, các bạn có thể thay đổi thông số star end này. Thì bây giờ mình muốn cho cái opacity nó chạy theo như thế này, thì trong khi mình set được cái hình thái này rồi á, thì các bạn mới tác động cái opacity nè cho nó bằng không. Thì chữ của chúng ta nó sẽ hình thái là mọc ra như thế này. Đúng chưa? Các bạn giãn cái điểm key này ra cho quá trình nó chậm hơn chút xíu. Và lúc này thì các bạn có thể không sử dụng cái fill color vẫn được nha. Delete nó đi. Tại vì mình đã chưa sử dụng cái fill color để mình quan sát thôi. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi một vài thông số để nắm hơn về cái kiến thức vừa rồi học. Trong cái giá trị của về cái Bayesian này nè, đó đang là ký tự, mình sẽ chọn qua từ ngữ đi. Đó là nó sẽ từng chữ nó sẽ mọc ra. Đúng chưa? Rồi nếu như các bạn muốn hàng thì từng hàng nó sẽ mọc ra. Bấp. Bấp. Đó. Thì các bạn hiểu cái nguyên lý để mà set nha, là mình có thể sử dụng chung luôn cái tracking vô các bạn. Nè, tracking nè, tracking hồi đầu mình có làm nè. Đó, mình sẽ giãn cái tracking này ra chút xíu. Đó, thì tự động nó sẽ nối chung vô cái chuyển động luôn. Thấy không? Nó sẽ ghép vô. Từ hình thái nó chạy qua đây. Bum. Bum. Không sử dụng cái tracking nữa, mình sẽ bỏ nó đi. Các bạn đề chọn vào, đề shift, nhấn delete nha. Thêm vào đó mình sẽ tìm hiểu tiếp cái giá trị là character offset. Mình sẽ đưa chuột về đầu tiên vẫn bình thường. Mình vẫn đang sử dụng cái thông số opacity đi cùng nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái character offset này. Đó, các bạn thấy không? Vì mình xem thành quả thử là như thế nào. Ồ, thì nó giống như những cái trang hacker các bạn. Chữ nó hiện ra như vậy. Thì để mình hiểu hơn là cái phần này là phần chuyển động chữ lộn xộn random, xong rồi nó tạo hình cái ra cái ký tự mình muốn. Dù chữ viết của mình là như thế này, nhưng mà trước đó mình cho nó chữ nó lộn xộn như thế này. Ở cái phần range này có hai loại, đó là một loại là full Unicode, thì các bạn kéo vào đây, kéo về đây mới thấy nè. Đó, nó bao gồm tất cả những ký tự của Unicode luôn, gồm mã. Cái hàng ở trên này nè là nó sẽ giới hạn ký tự là chữ cái thôi các bạn, nó không có những cái phần symbol trong đó. Còn cái phần dưới này thì đầy đủ tất cả mọi thứ, ký hiệu, ký tự gì tùm lum hết luôn. Thì các bạn hiểu đấy mà các bạn chọn vô đó. Các bạn có thể giãn cái này ra chút xíu cho nó quá trình nó chuyển động vừa phải để mình theo dõi kịp nè. Thì mình chọn cái hàng đầu tiên. Còn cái phần alignment này là hình như cái định tâm các bạn. Tâm của cái phần chuyển này đầu tiên là left center này bạn, không? Nó dịch vô này. Dễ nhất là các bạn sẽ quan sát ra đây để thấy nè. Khi mình thay đổi những giá trị này thì cái tâm điều hướng của nó sẽ thay đổi khác. Đó. Thấy không?
Rồi các bạn hiểu thêm một cái tính năng nữa trong cái mục là Animate này. Tiếp theo mình sẽ bỏ cái những cái giá trị này đi. Delete. Mình sẽ thêm vào những cái giá trị khác nữa, ví dụ như là character value là gì. Thì nó cũng giống vậy, nhưng mà nó thuộc về giá trị các bạn. Hầu như nó cũng xem giống vậy. Đó, các bạn thay đổi thì sẽ thấy nó những cái từ đặc biệt nó thay đổi thôi, ít giống như trên này. Đó. Mình sẽ bỏ đi cái giá trị character value này. Và mình sẽ thử cho các bạn hiệu ứng khác để các bạn nghiên cứu. Mình sẽ không lựa chọn cái hàng line nữa nha các bạn. Trong cái mục range selection này, advanced này, mình sẽ chuyển thành cái dạng là word. Đây, series after effect dành cho người mới bắt đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ viết một cái chữ khác. Nó cũng thể áp dụng được. Các bạn, mình sẽ viết là Tôi là người Việt Nam chẳng hạn. Rồi, giờ mình sẽ Animator 1 này các bạn. Copy. Qua đây, các bạn bắt vô đây, Ctrl V. Thì các bạn sẽ xem là cái hiệu ứng của mình đó, nó cũng chuyển động y chang như là cái phần phía dưới của mình. Thì ý của mình muốn nói ở đây là chúng ta có thể copy những animator của những layer test qua lại với nhau. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình một điều là khi các bạn copy á, khi mình copy animator này, mình nhấn Ctrl C, thì khi các bạn qua đây, các bạn dán vào cái chữ tôi là người Việt Nam đúng không, thì các bạn nên dán đúng cái vị trí bắt đầu của điểm key của layer dưới. Nếu như các bạn dán mà không đúng á, thì cái ví dụ các bạn dán ngay đây, để ngay chỗ vị trí 1 giây này, các bạn dán này, Ctrl V, thì cái điểm key của mình tại vị trí này nó sẽ là điểm xuất phát, ngay vị trí con chó nó sẽ điểm xuất phát key. Như vậy thì nó sẽ hơi lệch vị trí nếu như các bạn muốn mà mọi thứ nó khớp. Do vậy nên là nếu như các bạn muốn giống nhau hết thì hãy canh cái vị trí mà con chó tại lúc bắt đầu cái chuyển động set key của cái layer đầu tiên á, các bạn bắt qua đó thì mọi thứ nó giống nhau hết. Set tiếp một cái ví dụ nữa, ví dụ trong trường hợp này mình sẽ giữ lại cái chữ Việt Nam thôi các bạn. Rồi, mình muốn đổi cái kiểu xuất hiện cho chữ Việt Nam chút xíu. Mình sẽ không sử dụng opacity nữa, delete nó luôn. Chữ Việt Nam mình là như thế này. Sau đó mình bỏ vào cái position này. Mình sẽ cho nó lên cao, chữ Việt Nam lên cao và xuống nè. Đó. Có nghĩa là chữ Việt Nam của mình mình sẽ thu hẹp cái, đưa hai cái điểm key lại gần nhau để cho nó chuyển động nó nhanh hơn nè. Việt Nam gần hơn xíu nữa. Việt Nam, ok. Rồi bây giờ mình muốn thấy cái chữ Việt Nam nằm trong khung thôi, còn hai cái điểm ở trên Việt Nam này mình bỏ đi. Thì các bạn có thể tạo cho mình một cái mask bao cái chữ Việt Nam lại nè. Đúng chưa? Thì tự động cái quá trình của nó sẽ đó. Đây cũng là một cái kiểu dáng xuất hiện chữ mà mình sẽ ứng dụng vào để làm việc được nha các bạn. Khá là thú vị nha. Chúng ta cũng có thể thay đổi cái kiểu dáng của cái chữ này, chuyển sang từ cái mục Advanced này các bạn. Đây, trong mục Advanced này, Path On này, các bạn đổi sang chế độ là Character. Chữ của mình nó cũng sẽ đổi xuống. Đó. Dịch chuyển gần điểm key lại để cho nó nhanh hơn tùy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái tính năng khác nữa. Có cái chữ Việt Nam đi, mình sẽ bật lại chế độ chữ cũ nè. Chữ cũ của mình là vẫn xài cái hiệu ứng là Opacity đúng không? Mình sẽ mở ra. Mình sẽ không sử dụng Opacity nữa các bạn. Mình không sử dụng Opacity nữa mà mình chọn vô Animator 1 nè. Chúng ta chọn vào Property, mình sẽ chọn Enable Character 3D. Khi mình kích vào đây á các bạn, toàn bộ cái hệ thống chữ này, những ký tự này nó sẽ được set lên chế độ giả lập 3D nha các bạn. Cái icon về 3D layer này á, nếu như mình không chọn cái này, mình không chọn tính năng này, thì nó là 3D, thì 3D cái này á, thì các bạn có thể rotation nguyên layer này thôi. Có nghĩa là đây là cái layer chữ của mình, là nó được giả lập 3D rồi. Nhưng mà trong trường hợp này, khi mình set cái tính năng mà chữ 3D á, thì toàn bộ những cái character chữ này đều là được set lên trong không gian 3D nha các bạn. Thì cụ thể hơn thì mình sẽ đưa vào cái thông số là position. Trong position này thì các bạn thấy không, x, y, z là 30. Khi các bạn chưa tích cái chế độ giả lập 3D cho các ký tự này thì position này chỉ có 20 x, y thôi. Mình sẽ làm lại, bỏ này đi. Đó, thì position của mình chỉ có 20 thôi. Nhưng mà khi mình set lên rồi á, thì nó sẽ 30. Các bạn có thể điều chỉnh trục S nè. Trục đó. Mình sẽ đưa cái điểm key này về gần hơn cho bạn dễ thấy nè. Không, nguyên cái chuỗi này là chuỗi word. Mình sẽ đổi sang chuỗi là character cho các bạn sẽ dễ thấy.
Đó, chữ chạy về. Thì để trực quan hơn thì các bạn bật chế độ là custom view one, và thấy đây là trong không gian 3D, chúng ta có thể sử dụng phím C để điều khiển được, phải không? Thì đây là được sắp xếp 3D nha các bạn, giả lập 3D. Các bạn trở về lại, các bạn chọn Active Camera. Trong cái thông số position này chúng ta có thể thay đổi trục X, trục Y và trục Z. Cụ thể hơn một thông số nữa các bạn có thể thay đổi được, đó là thông số rotation. Rotation chúng ta cũng có 3 trục: X, Y và Z. Đó. Thì bây giờ cụ thể hơn này mình sẽ set theo cái dạng mà lật, lật lá bài thử nha. Thì mình sẽ không sử dụng thông số position nữa, mà sử dụng thông số rotation thôi. Mình xóa cái position đi rồi. Reset. Rồi mình sẽ set cho cái trục X của mình nè. Đó, mình muốn chữ mình nó lật lên đây. Mình set cái này là 90 độ. Chữ mình nó sẽ lật lên như thế này. Giờ nhưng mà bây giờ mình muốn thay đổi là cái chữ mình nó lật là một là ở dưới lật lên. Dưới này lật lên này, hai là ở trên lật xuống, thì mình thay đổi ở đâu? Cái thông số mà hồi nào giờ cái chương test này chúng ta chưa học, đó là cái thông số more option này nè. Mình sẽ mở cái more option ra thử bên trong nó có những gì nha. Thì đầu tiên nó sẽ có bốn hàng, nhưng mà hai hàng trên nó bật lên, còn hai hàng dưới nó tắt đi. Như vậy là khi chúng ta bật cái chế độ là character 3D này á, thì fill và shock cũng như là phần character blending ở dưới này nó sẽ không điều khiển được. Nó chỉ điều khiển được hai thông số ở trên, đó là anchor point group và group alignment thôi. Thì bây giờ mình kích vào anchor point group thì nó sẽ hiện ra như thế này. Ở đây nó đang hiển thị chế độ là character work và line on. Thì cái phần này là một cái điểm tâm anchor point các bạn. Nó đang hiện cái giá trị mặc định của nó là character, có nghĩa là cái tâm chuyển động này nó sẽ nằm tại vị trí của trung tâm của tất cả các cái chữ cái này. Ví dụ chữ S nó có một cái tâm nhỏ này, mình sẽ zoom vào đây các bạn thấy nè. Đó, ngay chỗ chữ S, chữ E, chữ R đều có hết. Thì khi các bạn đổi cái giá trị này là word nè, thì có nghĩa là trung tâm của một chữ, chữ series nè, trung tâm của chữ after nè, trung tâm của chữ effect thì nó là một chữ. Khi các bạn chọn cái này là line thì có nghĩa là trung tâm nó là một cái đường, là nguyên một cái tất cả các chữ này. Đây. Và khi các bạn chọn nó là một on, đó, thì nó sẽ nằm tại trung tâm hết. Thì đây là cái phần mà anchor point group. Khi mình thay đổi tâm thì cái giá trị nó khác liền. Mình sẽ trở về giá trị mặc định ban đầu là character. Thì tâm của mình đang nằm là trung tâm của từng chữ cái. Thì để dễ hơn á, thì mình sẽ dịch chuyển cái giá trị group alignment này các bạn. Đó, các bạn dịch chuyển lên này. Đó. Khi các bạn lên trên cao này, âm 90 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy được cái chữ của mình đó, nó sẽ đánh từ là nó đánh từ trên đánh xuống. Như vậy việc thay đổi tâm thì các bạn hiểu là nó nằm ở trong cái mục là more option này rồi. Chúng ta bật qua chế độ là advanced của animator 1 á, các bạn có thể đổi cái kiểu này là kiểu word này, thì từng cái chữ nó sẽ lật lại. Các bạn bật cái chế độ custom view one để mà xem cho nó dễ nè, nhấn phím C để điều chỉnh nè. Đó, chúng ta thấy được trực quan được không gian 3D, cách bố cục phím C để hiện ra các cái ký tự để điều khiển camera nè. Cái này là zoom nè, cái này là xoay nè, cái này cũng là xoay trong không gian 3 chiều nè, và cái này là ban nè. Đó, để chúng ta thấy được là cái cách thức hoạt động của nó như thế nào. Khi mình đổi sang chế độ character thì nó sẽ từng chữ cái nó đóng vai trò là 3D. Khi mình đổi sang chế độ word, từ ngữ, nó sẽ đóng vai trò là 3D. Khi các bạn trở về, các bạn chọn Active Camera. Các bạn hãy thay đổi các giá trị tâm này để thấy được cái sự thay đổi rõ ràng của nó. Reset. Rồi, đó, khi cái tâm của chúng ta nằm ở phía dưới, các bạn chọn là character thôi. Đó, tâm nó nằm xuống dưới thì chữ mình nó sẽ đánh ngược lại. Ở những bài trước á, mình có lưu ý với các bạn là chúng ta làm việc thì quản lý animator tốt. Chúng ta không tùy tiện tạo những animator mới. Nhưng đến kiến thức ngày hôm nay chúng ta đã có một cái nền tảng rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ làm quen với nhiều animator cùng một lúc. Thì để đơn giản hơn á, thì mình sẽ nhân đôi cái animator này lên để các bạn hình dung nha. Mình nhấn Ctrl D cho cái animator này. Mình sẽ chuyển sang chế độ là custom view cho bạn xem. Khi mình tắt animator này đi thì mắt thường chúng ta sẽ không thấy được, tại vì cái chữ này hiện tại đang nằm trên một mặt phẳng gọi là song song với mặt đất, và mắt thường chúng ta sẽ không thấy được cái cạnh. Nhưng khi các bạn nhân đôi lên cái animator này thì cái giá trị này nó quay xuống để chúng ta thấy được là cái góc nó đã tác động. Thì chúng ta sổ bên trong để quan sát nha. Ở tại animator 1 thì cái giá trục x của mình là 90 độ, thì cái animator 2 trục x của mình là 90 độ nữa, thì vô hình chung nó sẽ cộng dồn lại là thành 180 độ. Mình sẽ trở về Active Camera, đúng không? Chuyển động thì vẫn vẫn như vậy, nhưng mà cái góc của mình nó thay đổi. Ở hai cái góc này á,
Có nghĩa là hiện tại cái test này đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của Animator 1 và Animator 2. Ví dụ mình sẽ đưa về trạng thái lý tưởng là 45 và cái này là 45. Thì hai góc này cộng lại với nhau là 90, trở về hiện trạng y chang ban đầu. Đúng không? Nếu các bạn không thích thì các bạn cũng có thể thay đổi theo cái dạng là 20, 70 chẳng hạn. Nó y chang nhau. Còn cái sự phụ thuộc nữa, nó phụ thuộc vào điểm key của cái phần mà offset này. Mình sẽ nhấn phím U trên hai cái test này và dịch chuyển cái điểm key này để các bạn hình dung nè. Tại vị trí đầu thì các bạn sẽ hiểu là nó sẽ chạy từ 0 cho đến 20 độ, 20 độ, và vị trí sau từ 20 độ tới 70 độ còn lại. Thì nó đang ăn trực tiếp giữa hai cái animator nha. Đó là cái minh họa để cho các bạn hình dung được. Thật là 45 và 45. Và chúng ta sẽ xét thêm, dịch chuyển hai cái dấu key này về vị trí gần nhau. Thể rõ hơn nữa thì tại vị trí animator 1, mình sẽ thêm một cái giá trị điều khiển là position. Tại vị trí animator 2, mình cũng thêm một cái giá trị điều khiển là position nữa. Và mình sẽ cùng nhau thay đổi. Cái animator 1, mình sẽ cho cái position nó lên cao. Và ngược lại, ở Animator 2 mình sẽ cho cái position nó xuống thấp. Đối nhau 120. Các bạn xem thử là nó hiệu ứng như thế nào. Đó. Cái khoảng cách này chúng ta có thể thay đổi được khoảng 50 thôi. Cái này là âm 100 chẳng hạn. Và những cái giá trị này mình sẽ cho nó gần nhau hơn. Các bạn quét qua chọn ALT nha. Cách giữ ALT để cho nó cùng đi vô hai cái điểm nó nhanh hơn. Đó là cái sự tương quan đầu tiên giữa hai animator. Bây giờ mình sẽ delete cái animator 2 này, mình sẽ thêm một cái ví dụ minh họa nữa. Và mình sẽ bỏ thông số position này đi. Mình vẫn giữ về một cái góc là 90 độ như từ đầu. Chuyển động như từ đầu nha. Bây giờ mình sẽ thêm một cái animator một cách ngẫu nhiên vào đây. Đó, mình thêm một cái position vô đây. Position này vẫn tác động được cho cái giá trị này nha các bạn. Đó. Position này vẫn điều khiển được cho cái này vị trí. Rồi nếu các bạn đưa lên cao xuống thấp thì nó vẫn chịu tác động được. Mình sẽ số bên trong cái position này ra. Trong thông số advanced này nè, mình sẽ lựa chọn cái thông số là work. Trong trường hợp này nó không thay đổi gì hết. Bây giờ mình sẽ thử điều khiển cái tính năng offset này các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ set key tại vị trí này là âm 100. Và vị trí này là 100. Thì các bạn xem thử là cái thành quả này thế nào. Rồi, cái hiệu ứng của mình á, mình sẽ lựa chọn cái phần là sáp này là ram down. Chứ còn cái kia thì nó sẽ đảo hai chiều lại. Ok. Đó, cái sự kết hợp của hai cái chuyển động vào. Thì đầu tiên animator 2 mình tắt đi nè. Thì chuyển động của chúng ta chỉ là lật chữ thôi, nhưng mà khi thêm animator 2 vào đây thì mình sẽ dịch chuyển position, cái chữ của chúng ta nó sẽ đẩy qua như vậy. Chúng ta có thể tác động thông số này để cho cái quá trình chuyển động nó mượt hơn. Ở một position của animator 2 này, chúng ta không thay đổi trục y nữa. Mình sẽ để một trục như vậy. Có nghĩa là chúng ta thêm animation vào nhưng mà chúng ta biết là chúng ta sẽ làm gì để điều chỉnh, thì nó sẽ chủ động được hơn những cái hiệu ứng của chúng ta. Easy low. Có bạn nào không thích thì có thể thay đổi cái giá trị position này bằng 0. Đó, cho xuống dưới như thế này. Đó là tùy cái sự ngẫu hứng của các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể animator 2 các bạn thêm vào cái rotation cũng được. Đó, thì các bạn muốn xoay nè. Đó, thì tùy vào hiệu ứng của các bạn mà các bạn có thể muốn thì các bạn feel được. Do vậy nên cái bài này mình sẽ dạy kiến thức nền tảng để các bạn feel hiệu ứng. Để mà minh họa cho các bạn hiểu hơn về cái nhiều animator và một animator thì mình sẽ phân tích cái minh họa này. Đây là cái chữ của mình, cái test dưới của mình nè. Mình làm tổng cộng là 3 cái animator, 1, 2, 3. Lần lượt mình sẽ phân tích như thế này. Đầu tiên ở cái animator 1 thì mình sẽ lựa chọn cái thông số là tracking. Đây, tracking này. Để mình set cho, tắt hai cái này đi nè. Đó, mình set cho cái chữ của mình nó từ xa nó bay vô. Nó giãn khoảng cách của các character ra, nó tụ lại. Đó là cái animator 1. Animator 2 của mình là mình sẽ set cho cái phần opacity bằng 0 và mình set cái phần range selector là star từ 0 lên 100. Đó, các bạn sẽ thấy là cái chữ nó đưa vô và nó bắt đầu nó mọc ra. Bây giờ mình tắt cái animator 1, các bạn hiểu nè. Đó. Nó là như vậy thôi.
kiểu chữ của mình giống như đánh máy, mà mình giảm opacity xuống bằng 0. Thêm một cái animator số 3 là mình sẽ lựa chọn về màu sắc. Thì phân tích một chút về animator 3 thì bên trong này mình có set offset từ âm 100 cho đến 100 về phần chuyển động cũng như cái fill color này. Và trong một advanced này mình lựa chọn ramp up và chế độ tự động ngẫu nhiên ấy mình bật lên. Đó thì ba cái thông số này bây giờ mình sẽ ứng dụng, mình sẽ làm cho một layer và một animator thôi thì nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên cũng giống như cái ở số 2, mình sẽ lựa chọn cái thông số đầu tiên cho cái này, đó là phần tracking. Thì mình set cho đây là tracking nè, đúng không? Tracking thì mình cũng set là từ là 20 âm 2, đúng không? Thì bây giờ mọi chuyển động nó giống nhau rồi nè. Đó thì nó giống như cái layer dưới. Tiếp tục cái animator số 2 của mình, đó là mình sẽ chọn cái thông số opacity và set cho cái range selector của nó là từ star bằng 0 và lên star bằng 100. Đó giống y chang cái dưới, nhưng mà cái dưới này thêm một animator 2, còn mình thì mình sẽ sử dụng chung để coi nó ra như thế nào. Mình sẽ lựa chọn là opacity nè, đúng không? Và mình set cho nó bằng 0. Đồng thời mình sẽ kéo cái range selector này tại vị trí star bằng 0 và lên đây bằng 100. Lên đây bằng 100 giống như thông số dưới. Đó thì các bạn sẽ xem thử là nó giống và khác nhau chỗ nào. Các bạn thấy không? Hiện tại là cái tính năng range selector này nó điều khiển cho cái phần tracking luôn. Như vậy cái tính năng tracking của mình nó không còn như trước nữa. Đây, mình quan sát nè, mình mới chỉ có thực hiện hai thao tác thôi nha. Mà đối với hai animator thì nó chuyển động khác. Mình khoan đặt cái animator 3 này mình tắt đi. Mình sử dụng cái số 1 và số 2 này thôi. Này, bạn thấy không? Ở cái việc mà chúng ta sử dụng hai animator á, thì giữa animator 1, animator 2 nó có sự chuyển động khác nhau. Animator 1 nó chỉ làm thực hiện nhiệm vụ tracking thôi, không có tác động range selector trong này, đúng không? Thì nó sẽ nhiệm vụ của nó là giãn character và hội tụ lại. Với animator 2 là nhiệm vụ của nó là range selector dành cho opacity, không đụng gì đến cái phần tracking hết. Thì nó sẽ chuyển động như vậy, mình phù hợp với yêu cầu của mình hơn. Trong trường hợp này thì khi mình sử dụng chung một animator thì cái phần opacity á và cái phần tracking này đều là con của thằng range selector 1. Do vậy nên là cái chuyển động nó sẽ không mong muốn, nó không đẹp bằng cái ý đồ của mình tạo ra từ đầu. Đó, thấy chưa các bạn? Đó, như vậy khi mình tạo nhiều cái hiệu ứng riêng biệt ở trong này nữa thì nó cũng sẽ chịu trách nhiệm với thằng range selector 1 này. Đối với những cái chuyển động mà chúng ta cần set sử dụng một cái bộ anime á thì chúng ta có thể sử dụng chung được. Nhưng mà với những cái hiệu ứng chuyển động mà chúng ta cần phải có sự kết hợp riêng biệt giữa nhiều cái animator với nhau thì khi đó các bạn mới phát sinh animator được. Thì mình phải hiểu nguyên lý như vậy thì các bạn mới làm. Nói đến đây để các bạn hiểu là tại sao mà không làm chung mà phải làm riêng, nó rõ hơn như vậy. Trước khi kết thúc cái chương nguyên lý hoạt động của chữ trong After Effects thì chúng ta cần tìm hiểu một nội dung khá là quan trọng nữa. Thì chúng ta sẽ kết thúc chương nó ở đây. Chúng ta sẽ vào anime, chọn là position. Trong position này có một s, thì những cái thông số này giống nhau thì chúng ta cứ bỏ vô và test tính năng thôi. Cái phần quan trọng nữa mình muốn giới thiệu các bạn đó là phần Wiggle này. Đây, khi các bạn thay đổi cái giá trị position này thì chữ động tự động nó sẽ chuyển động. Đó, thì phải hiểu được cái nguyên lý này để chúng ta thêm một cái mảng ứng dụng nữa. Trong cái mục là selector 1 này nó có cái phần Wiggle điều chỉnh riêng. Đó, ở trong này thì nó có những cái giá trị điều chỉnh cho cái giá trị Wiggle này. Nếu như đầu tiên các bạn cần chú ý đến là cái thông số Wiggle trên dây này nó đang là 2, khi các bạn tăng lên càng cao á thì cái tốc độ chuyển động của nó càng nhanh. Tốc độ mà chuyển động của nó càng nhanh. Thì nếu các bạn muốn chậm các bạn giảm xuống từ 1 đến 2 thôi. Trong Wiggle này nó cũng cho phép chúng ta lựa chọn cái Bayesian riêng. Ở trong cái mục Advanced này nó cũng đã có Bayesian rồi, nhưng hầu như khi chúng ta bật chế độ Wiggle lên á thì nó không tác động mấy. Và cái giá trị này chúng ta không phải chỉnh trong cái Bayesian này. Chúng ta lựa chọn Line thì nguyên cái hàng này nó chạy, nguyên cái hàng này nó chuyển động. Khi chúng ta lựa chọn là Word thì những cái chữ cái nó sẽ, những cái từ ngữ nó sẽ chuyển động. Khi chúng ta chọn cái character thì những cái chữ đơn lẻ nó chuyển động.
Rồi thì để hiểu hơn về các tính năng thì các bạn phải set thông số thay đổi thôi, max và min amount là cái cường độ lực của cái biên độ dao động của nó. Các bạn cho bằng không hết. Đó, điểm cao nhất và thấp nhất thì nó sẽ không có cái biên độ để hoạt động. Thì đối với một cái hiệu ứng thì các bạn cần phải thay đổi cái giá trị để các bạn thấy được là sự khác biệt của nó, random shift. Đó, giá trị như vậy. Trong này trục x và trục z luôn. Đó, nó sẽ chuyển động trong không gian 3 chiều luôn khi các bạn tích vào cái biểu tượng này. Animal Generator 3D nè. Rõ hơn thì chúng ta sẽ bật qua chế độ Custom View để quan sát. Nhấn phím C để di chuyển nè. Đó, cái chữ chúng ta nó sẽ chuyển động như vậy. Đó là thông số Wiggle nữa. Ngoài ra, từ cái thông số Wiggle này á, chúng ta cũng có thể xếp được cái kiểu là chữ nó sắp xếp trong không gian 3D được luôn. Các mình sẽ xếp lại cho các bạn thấy từ đầu nha. Position này là 3D này. Khi mình tích vào chế độ là Enable Generator 3D nhớ mới làm được nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ thay đổi các cái trục X, Y, Z trong này. Rồi, và mình lựa chọn cái Wiggle. Đó, thì mặc định bản thân của nó, các bạn có thể tạo một camera. Control Alt Shift C. Và chúng ta xoay, nhấn phím C để mình xoay đó, thấy là chữ nó được sắp xếp rồi. Thì việc thay đổi cấu trúc bên trong á, các bạn có thể lựa chọn cái này là Word. Đó, nó là cái chữ trong không gian 3D luôn các bạn. Trục Z mình sẽ giảm lại chứ nó giảm quá nhiều. Đó. Các bạn sẽ viết được nhiều từ ngữ hơn. Ví dụ đó, thì tự động nó sẽ phân bố một câu từ, nó sẽ phân bố trong không gian được. Nhưng đặc biệt trong cái phần này, cái phần mà Wiggle Second này, các bạn cho bằng không nha, để cho nó không chuyển động cái Wiggle mà chúng ta chỉ giữ không gian này thôi. Và chúng ta set key camera để thấy được cái quá trình chữ 3D của mình. Đó, có thể bẻ camera chút xíu. Đó, các bạn thấy không, chữ của mình nó sẽ chuyển động trong không gian. Đó, kiểu vậy. Các bạn có thể xoay nhiều hơn nữa nếu các bạn muốn. Đó là các bạn fill thôi. Tính năng mình sử dụng cái thông số Wiggle này để mình sắp xếp các cái ký tự, các cái chữ ở trong không gian. Đó, hoặc là không cần bật camera 3D cũng được, mà các bạn viết một cái từ có ý nghĩa chút xíu, ví dụ như là kết thúc trường test trong AE. Rồi thì chúng ta vừa kết thúc cái chương test trong AE rồi đúng không, mình sẽ chỉnh cho nó rõ hơn, giãn ra thấy rõ hơn, và chúng ta set cho cái position nó chuyển động từ trái qua phải thôi. Đây, đó, thì các chữ nó cũng chuyển động trong không gian được, tùy các bạn nha. Các bạn có thể fill được, tại vì khi mình hiểu được nguyên lý rồi các bạn fill được. Chỉnh làm sao cho thấy rõ được các chữ nhất. Đó, chúng ta hiểu được cái cách bố cục rồi thì chúng ta fill theo ý đồ của các bạn thôi. Và như vậy thì cái chương về chữ trong After Effects thì nó sẽ được tạm dừng ở đây. Hầu như là về lý thuyết thì đây là những cái phần quan trọng nhất mình sẽ chia sẻ đây rồi, bởi vì cái nó khá là dài và hầu như các cái tính chất chính đó thì nó nằm ở đây. Như vậy là chúng ta kết thúc cái bài tìm hiểu về test nguyên lý hoạt động của test trong After Effects phần 3, bài số 23 ở đây. Kiến thức có thể giúp cho các bạn hiểu hơn về cái nguyên lý hoạt động của cái phần chữ để chúng ta có thể làm việc và ứng dụng được. Series After Effects dành cho người bắt đầu thì cũng sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều cái chủ đề mới nữa, hy vọng nó sẽ phục vụ các bạn. Để các bạn có những kiến thức nền tảng quan trọng nhất và dùng After Effects để làm việc cũng như là sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm một cái khóa học mà nó có cái ứng dụng thực tế cũng như là cái kỹ thuật để mà gia công á, sử dụng After Effects á, thì các bạn có thể tham khảo cái nội dung học của khóa học này. Khóa học này là mục đích của mình á, là mình sẽ chia sẻ những phương pháp, những cái kỹ thuật gia công của mình để ứng dụng. Thì để bổ túc thêm vào đó thì mình mới lập ra một cái series After Effects dành cho người mới bắt đầu này, thì dành cho tất cả những bạn mà muốn sử dụng After Effects. Thì khi các bạn có nền tảng rồi, các bạn muốn cao hơn nữa, muốn phát triển cái phần kỹ thuật gia công, thì các bạn có thể tham khảo cái khóa này và ứng dụng được. Có nghĩa là làm cái gì làm thì các bạn phải tự thân vận động và update kiến thức cho mình được.
Tại vì nếu như các bạn có một ông thầy giỏi cỡ nào nhưng mà các bạn không chịu thực hành, không chịu rèn luyện kỹ năng thì các bạn không thể nào khá được. Hy vọng là các bạn phải ý thức được cho mình là cái vấn đề tự học rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho các bạn làm việc tốt hơn. Thì mình sẽ chia sẻ trên đây, việc học video á, nó sẽ có một cái lợi thế là cái kiến thức của mình nó sẽ đủ và kiến thức của mình nó sẽ không gián đoạn thời gian. Ví dụ như về series này mình có thể làm từng cấp rất là nhiều và không giới hạn số lượng video, giúp cho cái việc củng cố kiến thức nền tảng của các bạn rất là quan trọng, nó sẽ tốt. Khi tốt rồi các bạn ứng dụng vào làm những cái short kỹ xảo này nó rất là hiệu quả. Thì đây là những cái phần nội dung học và những cái phần kỹ thuật kiến thức của mình chia sẻ lên, các bạn cứ xem qua và nếu mà thấy phù hợp cần thiết cho mình gia công phim, gia công video, gia công MV thì các bạn có thể tham khảo cái nội dung học của cái khóa này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.